Xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với kênh shop cho đây Phan Gia nha. Và trong video ngày hôm nay thì Gia sẽ mang đến cho mọi người hai cái đàn guitar acoustic đến từ hai thương hiệu khác nhau, hai cái brand khác nhau. Thì hai cái đàn này á là hai cái đàn có một cái dáng OEM. Thì Gia có một cái người idol đó chính là Eric Clapton. Thì đây chắc hẳn là mọi người cũng biết cái người nghệ sĩ Eric Clapton này ha. Thì ông chơi một cái cây OEM Martin. Từ đó thì Gia rất là thích dáng Martin luôn, và âm thanh của cây Martin thì Gia rất là thích. Và đối với khi mà nhắc tới cái dòng guitar mà dáng OEM á, nó sẽ rất là phù hợp cho thứ nhất là những cái người mà vóc dáng nhỏ gọn hoặc là lady, mà người nữ hay nữ chơi rất là đẹp luôn. Và thứ hai, cái âm thanh của những cái đàn OEM thì Gia đánh giá là Gia rất là thích nha mọi người. Gia rất là thích những cái âm thanh của những cái đàn dáng OEM, nó gọn gàng mà nó tinh tế mà nó lồng lộng, nó đã lắm mọi người ha. Và những cái brand ngày hôm nay mà Gia muốn giới thiệu cho mọi người là một trong những cái thương hiệu đàn rất là nổi tiếng ở xứ Trung nha mọi người. Và cái đàn này nó sở hữu hai cái đàn đều là mặt tốt solid hết, thế nên âm thanh rất là hay luôn. Đây là một cái thương hiệu mà có thể mọi người cũng đã biết rồi. Tuy nhiên là cái sự chú ý về cái thương hiệu này thì nó cũng không quá nhiều, tại vì mọi người nghe được sản xuất tại Trung đó, thì mọi người cũng không thích lắm. Tuy nhiên thì đối với cái cây đàn này đó mọi người, thì âm thanh của nó cực kỳ tuyệt vời nha. Thật sự là Gia nói là cực kỳ tuyệt vời luôn. Sở hữu một mặt top solid. Và ngày hôm nay thì Gia sẽ mang đến cho mọi người cây đầu tiên trong video này. Đó là một cây Jam. Cây Jam này nó sẽ có model là GF350WB. Cây này thì được sản xuất nội địa Trung nha mọi người. Nội địa Trung. Được sử dụng, được xuất qua bên thị trường Nhật nha mọi người. Thế nên cái thương hiệu Jam này nó đáp ứng đủ cái tiêu chí thật sự là rất là khó khăn của bên thị trường Nhật nha mọi người. Thế nên á, cái đàn này là một trong những cái đàn mà có một cái âm thanh rất là hay, cũng như là về cái phần mà thiết kế ngoại hình nha mọi người, rất là tuyệt vời luôn. Cái đàn nó có một cái màu sunburst đó, một cái màu sunburst nha mọi người. Đây, một cái màu sunburst đó, và cái thiết kế con ngựa được khá là độc đáo. Đây mọi người, ngựa thiết kế rất là đẹp ha. Đó, mặt top là top solid đó mọi người, mặt top là top solid, lưng hông là mahogany đó, lưng hông là mahogany đó, dáng OEM rất là đẹp, rất là gọn. Ok, đi vào chi tiết cây đàn này thì mặt top rất là đẹp, và có thể nói là đây là một trong những cây đàn khá là đẹp, gọi là trên 90% luôn nha mọi người. Ngựa là ngựa zin chưa qua dán lại nè đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta soi kỹ thì ở phần dưới đây nè mọi người, đây nè, chỗ này nè, nó bị trầy một chút xíu tâm nhang thôi, không đáng kể, không cái ngoại hình ha. Rồi, nói chung là tầm giá này mà có sở hữu được một mặt top solid là rất là xứng đáng mọi người ơi. Đó, xứng đáng sở hữu ha. Rồi, cái đàn này cái em thích nhất là cái nó đóng mấy cái ngăn, mấy cái chấm mọi người, đóng trực tiếp lên trên cái fingerboard luôn, cái phím luôn. Đó, rất là dễ cho chúng ta chơi thao tác ha, tập luyện cũng như là fingerstyle. Nói như là những cái cây đàn OEM thì rất là phù hợp cho fingerstyle mọi người, vì âm thanh rất là hay, nó gọn, rất là đã. Đó, và fingerstyle cũng là một trong những thể loại mà Gia cũng rất là thích mà luôn luôn mà nghe rất là nhiều về fingerstyle. Đó. Rồi ok, chúng ta sẽ đi tới phần hông mọi người, phần hông. Đó, phần hông. Cái này là xóa được cho mọi người nè, là những cái dấu mà Gia đánh dấu để mà kiểm hàng thôi. Đó, cái đàn ngoại hình rất là đẹp nha mọi người. Đó, bóng bẩy đó, rất là ok, mặt lưng nè mọi người. Đó, đối với gỗ mahogany thì mọi người nhìn vào ánh sáng nó chiếu vô nó sẽ long lanh nè mọi người, rất là đẹp ha. Ok, phía cần đàn nè, đẹp, bóng bẩy ha. Rồi, bộ khóa. Rồi, bộ khóa đẹp mọi người, bộ khóa đúc nha. Đây là bộ khóa đúc rất là kiên luôn, vặn rất là mềm. Đó, ra bấm ra vặn rất là mượt. Rồi, đầu cần thiết kế rất là gọi là cái sự nhận diện rất là cao. Mọi người nhìn thấy cái đầu cần là mọi người biết Jam liền. Đó, Jam là một cái thương hiệu mà xuất hiện cũng vài năm nay rồi mọi người. Đó, vài năm nay rồi. Đó. Tuy nhiên thì cái thị trường của cái Jam này thường đa phần là từ hàng nội địa Nhật thôi, đấu giá về. Đó. Jam thật sự hay, đó là một cây đàn rất là hay. Mọi người có thể tìm hiểu nhiều mẫu đàn của Jam nha. Jam thật sự là làm đàn rất là chỉnh chu luôn, và âm thanh thì rất là hay nha mọi người. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về thương hiệu này. Jam là một trong những hiệu Gia đánh giá rất là cao, rất là hay. Đó, Jam GF350, và mời mọi người nghe thử âm thanh nha, với mức giá là 3 triệu.
3 triệu thì Giang sẽ tặng kèm bao da, dây mới lắp sẵn, dây đeo và phím gãy cho mọi người ha. Rồi, và sau đây thì mời mọi người nghe thử chất âm của cho em nha mọi người. Rồi, chắc hẳn là mọi người đã nghe được âm thanh của cây tram đúng không mọi người ha? Thật sự là rất là hay, mặc dù Gia đánh rất là dở, tuy nhiên là Gia chỉ test cho mọi người nghe âm thanh về cơ bản âm thanh thôi, chứ về mức độ mà kỹ năng chơi đàn của Gia thì phải gọi là tệ nhất Việt Nam luôn mọi người, mà nó tệ lắm luôn á. Nó thật sự là mọi người thông cảm cho em ha, em chỉ biết là mang đến cho mọi người những cái thông tin mô tả sản phẩm nó chính xác nhất thôi đó, để cho mọi người có thể có một cây đàn hay đó. Mặc dù Gia đánh dở nhưng mà Gia nghe thì vẫn ok nha mọi người ha. Gia nghe thì Gia cũng biết phân biệt được cây nào hay, cây nào dở, cây nào như thế nào như thế nào đó, mình vẫn biết. Và quan trọng là kỹ thuật để mà gửi đến cho mọi người cái sự mô tả cũng như là kỹ thuật của cây đàn, chọn lựa cho mọi người những cái cây đàn nó tốt nhất để mọi người chơi có một cái cảm giác chơi cũng như là âm thanh nó tuyệt vời nhất nha. Ok, và đi vào cây thứ hai, đó chính là một thương hiệu rất là nổi tiếng luôn, phải gọi là the best world brand luôn mọi người, toàn cầu luôn. Đó là Aria. Đây, Aria Breadknob đó mọi người thấy không, đây là một cái cây Aria ha. Cái cây này nó sẽ có model là AF280 TBS, đây model thì nó nằm ở đây nha mọi người. Đây,
model nằm đây đó. Có thể là mọi người bị ngược cái chữ đó mọi người. Em sẽ đọc cái chữ ha, đó là AF280TBS đó, Red Note. Rồi cái này thì nó sẽ không có cái tem nha mọi người, cái này sẽ không có cái tem nha đó. Và cái màu Sunburst, cái màu Sunburst này á, nó ở phần này nó không có đỏ quá đó, nó không có đỏ quá, nó nâu nâu mọi người, nó nâu nâu, nó hợp với cái màu vàng ở chính giữa. Và cái nhìn cái đèn, cái màu của nó rất là sang nha mọi người, rất là sang luôn. Và cái đèn này thì ngoại hình cực kỳ mới và đẹp luôn, rất là đẹp, rất là mới, nước sơn bóng bẩy, không có bị nứt bể chày xước gì đó, chỉ có lông mèo thôi. Nói chung là lông mèo thì sẽ xuất hiện đây mọi người nè, xước lông mèo là có những xước như thế này nè đó, xước lông mèo nè ha đó. Rồi ngựa là ngựa zin nguyên bản chưa qua dán lại mọi người ha. Rồi ngoại hình cực kỳ đẹp luôn đó, rất là đẹp. Những cây này mới về đó, lưng hông mahogany, và top của cái đèn này là top solid, là gỗ nguyên tấm cho mọi người. Thế nên những cây đèn mà tầm giá mọi người 3 triệu, tầm giá 3 triệu mà mọi người mua được những cái cây mà như thế này nè, cái sở hữu cái mặt top solid thì âm thanh nó rất là hay ha đó. Nói chung là những cái dòng này thì mọi người chơi rất là bền, cũng như là âm thanh rất là hay, và giá tiền cũng rất là dễ chịu, chỉ có 3 triệu thôi đó mọi người. Dù mà mọi người ráng xíu nữa mọi người mua cây này tầm giá 3 triệu mà được sở hữu mặt top solid, là nói chung là ít có những cái cây nào mà sở hữu mặt top solid mà giá 3 triệu đó mọi người. Có những thương hiệu như thế này thôi mang lại cho chúng ta một cái sự trải nghiệm âm thanh rất là tuyệt vời và khác biệt ha mọi người ha. Đây là những cái đèn ngoại mọi người. Rồi tiếp theo thì em sẽ chia sẻ cho mọi người về phần góc cần. Đây góc cần zin đó, zin mọi người. Cái chỗ này là nguyên bản mọi người, nó không phải là dán lại đâu nha, chỗ này là ra chứa vệ sinh sạch thôi đó. Rồi cái điều mà ta rất là thích ở trên những cái thiết kế của Aria cây này, mà cụ thể cây này nha, đó chính là cái cần cái body là sơn bóng mọi người thấy không đó, nhưng mà cái cần lại là cái cần sơn nhám nha đó, để cho chúng ta chơi khi mà ta ra mồ hôi mọi người chơi á, mình cảm thấy nó không có được, nó không có bị trượt cái tay mình ra ha đó, cảm giác chơi khá là thoải mái, tại vì tay ra cũng ra mồ hôi nè, nhưng mà ra cầm trên cây này nó rất là dễ chịu nha đó. Rồi ở đây là bộ khóa đúc của Aria, khóa zin của cái đèn ha. Rồi quay qua Aria Red Note đó, cái năm là cái năm sản xuất của cái hãng mọi người, năm thành lập hãng nha đó, chứ không phải là năm của cây đèn nha mọi người. Cái đèn này đát còn mới mọi người ha, rất là đẹp. Nhìn cái form chữ trên cái đầu cần mọi người có liên tưởng tới một tin liền đó. Thì những cái cây đèn Nhật, mà những cái thương hiệu Nhật á, họ cũng học hỏi rất là nhiều ở những cái hãng đèn lớn ở trên thế giới nha mọi người, như là Martin nè, Taylor nè, dạ họ học hỏi rất là nhiều luôn. Và họ làm ra những cái cây đàn thương hiệu của Nhật đó. Cây này thì giá cũng là 3 triệu mọi người, và mời mọi người nghe thử âm thanh nha. Cần phím nó rất là đẹp đó, mọi người thấy là phím rất là đẹp ha đó. Inlay đóng rất là sắc sảo luôn đó, một cái màu rất là đẹp nha, cái màu nhìn sang lắm mọi người đó, cực kỳ đẹp nha đó. Cái đặc tính của mahogany là mọi người đây chiếu cái ánh sáng vô cái đầu là nó lấp đẹp đó, giá là 3 triệu. Và sau đây thì ta sẽ mời mọi người nghe âm thanh của Aria Red Note 280 nha. Cái này là model là AF280 đó. Thì nếu mà mọi người chưa có đăng ký kênh thì cho ta xin một lượt đăng ký với nha, cùng với nhấn vào cái chuông và để mọi người có thể nhận thông báo sớm nhất từ shop ra, mọi người có thể theo dõi và chọn cho mình được những cái mẫu đàn ưng ý nhất ha mọi người ha. Rồi cảm ơn mọi người. Và ra sẽ có một lưu ý nhỏ là đèn ở bên shop ra sẽ set up hoàn thiện hết nha mọi người, không phải là gửi về mọi người phải mắc đi cân chỉnh đâu nha. Bên shop ra sẽ hoàn thiện từ khâu vệ sinh, bảo dưỡng khóa, gỗ, phím và cân chỉnh action cho mọi người hoàn thiện, để mọi người có một cái trải nghiệm tuyệt vời khi chơi và tập luyện. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo cùng với những cây đèn khác nữa. Ra xin chào và hẹn gặp lại.